Nâng cao năng lực ứng phó với rủi ro an toàn thông tin mạng, bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đó là một trong những mục tiêu được đặt ra của hội thảo và triển lãm quốc tế về an toàn không gian mạng với chủ đề Bảo đảm an toàn không gian mạng trong kỷ nguyên số, thách thức và lời giải được tổ chức theo hình thức trực tuyến vừa chính thức khai mạc vào sáng nay tại Hà Nội. Theo báo cáo về chỉ số an toàn an ninh mạng toàn cầu GCI 2020, Việt Nam đang xếp thứ 25 trong 194 quốc gia, thứ 7 trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thứ 4 khu vực ASEAN. Hiện nay thì nếu chúng ta sử dụng những nền tảng xuyên biên giới, chúng ta hay gọi là các đám mây của quốc tế, thì chúng ta sẽ phụ thuộc vào đối tác, phụ thuộc vào năng lực của đối tác. Do vậy là khi mà cần triển khai thì chúng ta cần phải xác định được cái đối tác có thể có năng lực đến đâu để đảm bảo an toàn thông tin. Đặc biệt là khuyến cáo của các cơ quan chính phủ thì chúng ta nên triển khai các giải pháp đám mây an toàn, đặc biệt là về quản trị ở Việt Nam thì là tốt nhất. Tuy vậy, hiện nay Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu những cuộc tấn công thuộc nhóm cao trên thế giới. Để mang lại niềm tin số cho người dân Việt Nam, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia NCSC và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã xây dựng, vận hành và triển khai ứng dụng V-Shape. Ứng dụng V-Shape sẽ giúp người dân bảo vệ mình trước các nguy cơ tấn công mạng nghiêm trọng hiện nay. Với mục tiêu là tạo thành một ứng dụng đơn giản, tiện lợi và mỗi người dân đều có thể sử dụng được, chúng tôi đã cố gắng thiết kế ứng dụng để làm sao cho người dân chỉ cần có thể chỉ dùng một chạm và ứng dụng nó sẽ hỗ trợ cả cái tính năng ở phía sau để làm sao để ngăn chặn những cái cuộc tấn công mạng hay lừa đảo trực tuyến hay là kiểm soát những cái gọi là nghe lén thông tin hay là quảng cáo ở trên cái thiết bị di động của người dân hay là thậm chí ở trên máy tính. Đấy là cái mà cái thiết kế để nó đảm bảo cho tất cả người dân đều có thể sử dụng được ứng dụng đấy trên các cái nền tảng khác nhau, trên các cái đời máy khác nhau. Việt Nam Security Summit 2021 diễn ra trong 2 ngày 27-28 tháng 10, bao gồm một phiên báo cáo chính và 3 phiên hội thảo chuyên đề về các vấn đề liên quan như điện toán đám mây, bảo vệ hệ thống thông tin trọng yếu và hệ thống thông tin doanh nghiệp.